Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hậu giãn cách, Ngô Kiến Huy vẫn điển trai phong độ như ngày nào, lại còn tặng fan món quà này. Hậu giãn cách xã hội, Ngô Kiến Huy vẫn xuất hiện với hình ảnh điển trai phong độ như ngày nào, khiến họ chị em phải trầm trồ. Từ lâu, chàng bắp Ngô Kiến Huy luôn được xem là một trong những soái ca của showbiz Việt. Dù đã bước sang độ tuổi U40, song nam ca sĩ vẫn giữ được phong độ cùng bóp dáng đúng chuẩn nam thần. Hậu giãn cách xã hội, Ngô Kiến Huy vẫn chứng minh được thương hiệu soái ca mà bản thân đã xây dựng từ lâu khi giữ được vóc dáng săn chắc như trước dịch. Hơn thế nữa, giọng ca truyền Thái Y còn khoe thêm loạt ảnh check-in ở nhiều quốc gia trên thế giới. Có lẽ sau chuỗi ngày ở nhà vì dịch Covid-19, cũng như nhiều sao Việt khác, chàng bắp nhà ta cũng bắt đầu nhớ về những ngày trước đây, được thỏa thích đi khắp thế giới mà không lo sợ điều gì. Từ Tokyo đến New York, Ngô Kiến Huy đều check-in với các biểu tượng đặc trưng của mọi quốc gia khi có cơ hội ghé thăm. Anh chàng ăn mày quá khứ hậu chuỗi ngày giãn cách xã hội. Được biết, không chỉ đảm nhận các chương trình trong nước, Ngô Kiến Huy cũng khá thường xuyên tham gia các chương trình, thực hiện các dự án hoặc đơn thuần chỉ là du lịch nước ngoài cùng hội bạn. Cũng nhờ những chuyến đi này mà Ngô Kiến Huy có thêm nhiều cảm hứng trong việc làm nhạc. Mới đây nhất, chàng bắp cũng nhá hàng Stacer MV chống lại thế giới, khiến netizen nháo nhào trong chờ ngày ra mắt. Ngô Kiến Huy cho ra mắt sản phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ những chuyến đi nước ngoài. Đây cũng chính là sản phẩm được nam MC, ca sĩ đúc kết sau các chuyến ngao du khắp năm châu bốn bể. Ngô Kiến Huy cũng không ngoài cuộc khi cho ra mắt Stacer MV mới 27 giây với hai câu hát vui Meet and Match và những hình ảnh cực đẹp nhộn nhịp tại Tokyo cùng vẻ ngoài điện trai, nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Ca khúc Chống lại thế giới do nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy chấp bút, phần MV do đạo diễn Bình Nguyễn quay phim Sang Nguyễn thực hiện. Đây cũng là ekip quen thuộc thường xuyên thực hiện MV cho nam ca sĩ ở nước ngoài. Hình ảnh trong MV này cũng rất phù hợp với hình ảnh chàng thỏ đen được yêu thích trong chơi là chạy Running Man Việt Nam mùa 2. Chơi hết sức và luôn vô tư rạng rỡ với nụ cười thường trực không bao giờ tắt. MV Chống lại thế giới sẽ được ra mắt vào ngày 14 tháng 11 trên kênh YouTube của Ngô Kiến Huy. Hiện tại, các khán giả yêu thích giọng ca của Ngô Kiến Huy đều thể hiện sự mong chờ màn tái xuất của nam ca sĩ. Ngoài ra, một số người xem cũng tò mò về nữ chính trong dự án dù nhân vật này không hề xuất hiện trong đoạn teaser. Sau khi chia sẻ những hình ảnh du lịch nước ngoài trên trang cá nhân, nhiều fan đã vào hỏi thăm Ngô Kiến Huy, đồng thời háo hức chờ đợi những thước phim được nam ca sĩ ghi lại trong MV sắp tới. Nhìn anh Huy đi du lịch mà mình cũng nôn nóng quá, ước gì không có dịch thì chắc giờ này mình đang ở nước ngoài rồi. Kiểu này giống mình rồi, ăn mày quá khứ, thời dịch chưa bùng phát. Xem ảnh thôi mà đã ngóng MV rồi, có ai giống mình không nhỉ? Một MV theo kiểu tự nhiên, trông quá đi. Đó là những bình luận đến từ phía cư dân mạng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận của chúng tôi nhé. Cùng cập nhật những tin tức mới về chuyện sao Việt tại kênh tin mới nhất của mình nha. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.